Ba ơi, ba thấy trải nghiệm này ok không? Dạ. Bye bye nha. Đi vào trong chợ đấy. Mời tất cả mọi người đi vào chợ để tham quan nhé. Mình đi sau là chợ đã hết rồi nhỉ? Mới đầu chợ. À, mới đầu chợ. Quay biển là chợ. Dẫn với cục vàng đi rồi. Hai, ba. Đẹp hơn nữa. Hai, ba. Ok. Cô ăn mít không? Mít đây ngọt lắm. Và để ăn sáng thì hắn ăn rồi. Đúng không? Ngọt lắm.
cầm đi ăn, cầm đi ăn. Nó biết tại sao mà miếng tay có ăn ngọt không? Tại vì ăn trái cây nó ngọt, nó quen, nó quen rồi ăn ngọt luôn, con đi ăn. Còn năm này chị ơi, ăn thử cái sườn chân. Ba. Em ăn vui chưa? Ăn rồi. Đấy ăn rồi. Quả này vẫn chưa ngon. Nó dài thế. Có ngon thế nhỉ? Em có là biết à? À, đầu tiên. Bỏ bé mới rất nhiều muối vậy. Bỏ bé rất là nhiều muối rồi ăn này ngon. Cái này trồng mít này cũng được vậy. Như ở mình trồng mít này cũng được. Bé như chỉ được rồi. Tay đây là ăn nhưng mà nó tay của gì thế này. Hello mọi người, tôi nè.